Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về lệnh copy một đối tượng và copy nhiều đối tượng nha các bạn. Đây. Hiện tại mình đang mở két lên rồi nha các bạn. Két này két 2022, két đời mới nha các bạn. Rồi mình sẽ mở thư viện lên, mình chọn một cái biểu tượng nào đó nha các bạn. Thư viện này mình chọn chọn cái van van hơi 15 nha các bạn. Van hơi 15 hay sử dụng cho đường ống khí nha các bạn. Đây, ra đây nha các bạn, bác ra ngoài nha các bạn. Giờ mình sẽ vẽ ISO một cái line đường khí nha các bạn. Ví dụ cho nó ở đây đây, để nhanh đi. Đó, đặt tùm lum vào đây. Giờ mà thực tế ở trên cái đường ống khí này nó có rất nhiều cái van nó đặt trên này nha các bạn giờ muốn làm sao cho nó nhanh nha các bạn. Ví dụ vị trí chỗ này là 5 cái, chỗ này 3 cái, chỗ này 2 cái. Đó, trên cái đường thẳng này mình muốn nhiều cái nó đặt vị trí và kích thước nó hơi giống giống nhau. Mà muốn làm cho nhanh đó các bạn. Giờ các bạn bấm copy nè các bạn, copy từng cái ra, ví dụ trên cái đường đường ống khí này đây. Kéo xuống đây. Ở đây. Lời mười giờ sử dụng copy cái này xuống nha bạn, copy dụng copy mà đặt ở đây thì từng cái ví dụ trên đường ống này 15 cái kích thước tương tự nhau các bạn, bốn copy 15 cái đặt lần lần như vậy thì nó sẽ lâu nha các bạn, rất là lâu nha các bạn, tốn thời gian của các bạn rất nhiều nha các bạn. Tại vì vậy các bạn sẽ chọn giống mình nha các bạn, làm theo hướng dẫn của mình nha các bạn. Đây rồi bạn mu nó xuống ra. Rồi các bạn bôi đen nó nè. Rồi các bạn bấm copy nè. Rồi các bạn chọn vào nó nè, các bạn kéo ra nè. Rồi các bạn chọn A nè các bạn, bấm A nha các bạn. A xong bạn Enter nha các bạn. Enter. Rồi cái này bước này là nó đòi hỏi kích thước của mình ra còn kích thước khoảng cách là bao nhiêu nha các bạn. Ví dụ mà khoảng cách của nó 200 thì bạn bấm 200 nha các bạn. Giờ mình bấm 100 nha các bạn. Chọn 100 đi. Đó, khoảng cách nè. Bấm Enter nè. Đó, nó sẽ nhảy ra cho các bạn nè. Đây. Rất nhanh nha các bạn. Đây, lần nó ra hàng loạt vậy các bạn. Đây, đúng theo kích thước mà mình mong muốn từng cái. Thay vì mình copy cái đó mình bấm từng cái nó sẽ rất lâu nha các bạn. Các bạn thấy không? Chỉ cần 3 bước nhắn copy A bấm Enter xong rồi chọn khoảng cách các bạn Enter nó tự động nó ra rất nhanh các bạn. Giờ mình sẽ làm nhanh nhanh cho các bạn xem nha các bạn, rất nhanh nha các bạn, chưa tới 5 giây nha các bạn. Giờ bắt đầu làm nha các bạn, copy nha các bạn, phải bỏ đen copy. Chọn đối tượng kéo ra. Rồi khoảng cách 200 đi, 200 Enter. Copy. 10 8 khoảng cách 200. Rồi. Rất nhanh luôn các bạn. 200 thì dài nó sẽ ra như vậy các bạn. Đó là lệnh copy. Copy nhanh nha các bạn. Ra nhiều cái nhanh. Tại vì các bạn copy từng cái gì nó sẽ rất lâu cho các bạn.
copy nha các bạn, copy 10 kích thước 50 đấy, ra cho các bạn nhanh nha các bạn. Đó, tại vì cái này rất nhanh nha các bạn. Giờ mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhấn share và like đăng ký giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.